Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 11 tháng 9 đến 13 giờ ngày 12 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết từ 13 giờ ngày 11 tháng 9 đến 13 giờ ngày 12 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca bệnh đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 2 ca trong khu phong tỏa, không có ca bệnh trong cộng đồng. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 81 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 17.313 lượt. Trong ngày đã tiêm 1.277 liều vaccine. Tổng cộng đã tiêm 339.253 liều, trong đó 281.607 người tiêm mũi 1, 57.646 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 11 tháng 9 đến 13 giờ ngày 12 tháng 9. Quận Hải Châu có 2 ca mắc mới, các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê có 2 ca mắc mới, phường Hòa Khê không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà không có ca mắc mới, các phường An Hải Bắc, Mừng Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn, 1 ca mắc mới. Các phường Hòa Quý, Mỹ An không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu có 4 ca mắc mới. Quận Cẩm Lệ, 1 ca mắc mới. Huyện Hòa Vang có 2 ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Hiện tại, toàn thành phố có 20 xã phường 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.